nhà truyền ký ngày xưa nè. Không biết cô chú anh chị có xem video clip này không ha? Cho em xin cái comment nha. Đó, và ngày xưa ở đường Cao Đạt thì có những nhà có cùng kiểu thế này nè, vách ván, vách dán nè, sàn gỗ nè. Đó, những nhà ngày xưa. Đó, và chúng ta nhìn lại cung đường mình vừa đi qua nha. Đó, có ai quen không? Có lẽ bây giờ số cũng thay đổi rồi. Em thấy số 24-31 rồi. Bên đây thì 24-20 là hết rồi. Đây là hai số cũ là 204-89, 204-88 là số cũ đây. Nhưng mà bây giờ nhà mới không, và số cũng thay đổi luôn rồi. Bây giờ chúng ta đang có mặt ở đây là đường Cao Đạt, là đây là cuối đường Cao Đạt. Sau lưng chúng ta có những con hẻm và đi ra bến Hàm Tử, bệnh viện Chợ Quán, ngày nay là bệnh viện Nhiệt Đới đó. Và hôm nay em sẽ dẫn các anh chị và các bạn chúng ta đi một dọc con đường Cao Đạt này ha, để mình có thể chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Cao Đạt, khu Chợ Quán. Và ngày hôm nay một buổi trưa rảnh rỗi và bầu trời cũng đẹp, mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta rảo bước trong những con hẻm ở trên đường Cao Đạt này ha. Và chúng ta sẽ đi đến con hẻm đó là hẻm 204. Và ngày xưa cũng là nơi gắn liền với ký ức tuổi thơ của cô chú anh chị. Nhưng vì một lý do gì đó thì chúng ta không có dịp về lại, thì hôm nay thông qua video clip này chúng ta có cái nhìn về cái khung cảnh ngày xưa thông qua một số hình ảnh của ngày nay. Và trước mặt chúng ta đó là giao lộ Trần Bình Trọng và Cao Đạt. Mình đi tới một tí nữa đó là cuối đường, và có những con hẻm thông ra đường Trần Hưng Đạo và đến bến Hàm Tử, bệnh viện Chợ Quán. Khu vực này có cái nhà thờ Chợ Quán. Và hôm nay chúng ta sẽ đi từ đây, đi một vòng con đường này. Phía trước mặt là đó hẻm 235 Cao Đạt. Và ngày nay những nhà ở đường Cao Đạt này rất là đẹp rồi, nhà mới không à. Và hẻm 204 nằm ở hướng này. Hẻm 204 thì đầu hẻm là cái nhà 202, và nhà đó là quán mì truyền ký ngày xưa đó. Và chúng ta sẽ xuất phát nhé. Đi thẳng hướng này là mình sẽ ra cái đường Nguyễn Biểu đến cầu Chữ Y nè. Khu vực này cũng là khu vực cầu Chữ Y đó. Nơi đây cách trung tâm Sài Gòn khoảng 2-3 km. Đi về hướng hướng đông. Ta thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về Sài Gòn đó, trung tâm Sài Gòn đó. Đối với đoạn này thì cũng còn có mấy căn nhà ngày xưa nè, kiến trúc ngày xưa ở đầu hẻm. Bên tay phải thì có những hẻm mà thông vô chợ Cao Đạt luôn đó. Còn chợ Cao Đạt thì đi lại tí nữa hẻm 197, nơi đó có chùa Thiện Mỹ. Ở đây có tiệm tạp hóa này ở đầu hẻm 204 này. Ta đi lại tí xíu nữa nha. Nhà truyền ký ngày xưa nè. Không biết cô chú anh chị có xem video clip này không ha? Cho em xin cái comment nha. Và ngày xưa ở
đường Cao Đạt thì có những nhà có cùng kiểu thế này nè, vách ván, vách dán nè, sàn gỗ nè, những nhà ngày xưa. Mà chúng ta nhìn lại cung đường mình vừa đi qua nha. Đó, có ai quen không? Chắc đã lâu lắm rồi cô chú anh chị không có về Sài Gòn nè. Thì hôm nay video clip này sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn đó các anh chị và các bạn. Chúng ta sẽ tìm đến nhà số 180/6, nhà 80/6 nha. Cái hẻm này anh thấy rất là ngắn, không biết có tới số 80 không. Bên trái là số 3, chắc 80 là bên phải. Ở đây có những cái hẻm như thông tới cái hẻm 30 căn luôn thì phải, thông tới cái chùa. Còn hẻm bên đây thông đến đường Trần Bình Trọng nè. Bây giờ nhà đẹp không à? Đường Cao Đạt này bây giờ nhà mới. Ngày xưa thì nổi tiếng con đường ăn nhậu đó, về đêm tấp nập lắm. Rồi ta tiếp tục vô hẳn hẻm ha. Đây trồng cây mai nè. Ở đây thì gần với nhà thờ chợ quán giáo xứ Mai Khôi. Bên đây có những hẻm mà thông ra cho Bình Trọng nè. Ủa, số 80 đâu ta? Vâng, cái máy ở đâu rồi? Có mười mấy căn thôi à. Có lẽ bây giờ số cũng thay đổi rồi. Anh thấy số 24/31 à. Bên đây thì 24/20 là hết rồi. Không có sực 80 ha. Kỳ vậy. Qua đây là hẻm 86 Trần Bình Trọng rồi. Chắc ngày xưa khác với bây giờ. Đây là hẻm 86 Trần Bình Trọng. Đi thẳng lên trên kia là trường Cao đẳng Kinh tế. Vào hẻm này lại thì chúng ta sẽ ra quay trở lại hẻm 204 nè. Chúng ta sẽ quay lại 204 xem sao nha. Này là hẻm 86 Trần Bình Trọng đúng không? Cuối này là hẻm 204 nè, 204/16 thôi, không có tới 80 căn đâu.
đó, thẳng này là mình sẽ ra lại đường Cao Đạt nè. À, đây là hai số cũ là 204-89, 204-88 là số cũ đây. Nhưng mà bây giờ nhà mới không, và số cũng thay đổi luôn nè. Có nhà thì người ta để số cũ, có nhà thì không có để số cũ. Không biết số 80 là số nào đây. Hồi ở hẻm nhỏ này thử. Này là 204-2B, 14. À, thẳng bên kia là chùa nè. Ta không thấy số à. Số 80 đâu hết. À, bên đây là hẻm 188. Hẻm này là hẻm 30 căn nè, hẻm 188 đó. Nhưng mà cái số có lẽ bây giờ đã thay đổi hết rồi. Mà có nhà người ta để số cũ, có nhà người ta để số mới. Cái nhà nào mà để số cũ mình mới biết được ha. À, và bên kia là hẻm chùa Thiện Mỹ, là thẳng vô chợ Cao Đạt. Và mấy nay chợ chắc không đông lắm, chắc đến tháng 12 vài tuần nữa thôi là chợ sẽ rất là đông, rất là nhiều đồ. Và bên đây có anh bán dừa nè. À, rồi một số hình ảnh ở con đường Cao Đạt và hẻm 204 gửi cô chú anh chị. Hôm nay chúng ta lại có dịp quay về Sài Gòn, và khi mà cô chú anh chị có xem video clip này, cho em xin cái comment ha, để một xíu nữa chúng ta sẽ đi một dọc đường Cao Đạt này, từ đầu đường tới cuối đường, để anh chị và bạn có thể hình dung được con đường Cao Đạt Cầu Duy là nằm ở đâu. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và bạn đã quan tâm theo dõi. Mình nhìn lại hẻm 204 này. Rồi, bye bye các anh chị và các bạn. Bây giờ chúng ta đang có mặt ở đây là đường Cao Đạt, là đây là cuối đường Cao Đạt. Sau lưng chúng ta có những con hẻm mà đi ra bến Hàm Tử, bệnh viện Chợ Quán, ngày nay là bệnh viện Nhiệt Đới đó. Và hôm nay em sẽ dẫn các anh chị và các bạn chúng ta đi một dọc con đường Cao Đạt này ha, để mình có thể hình dung được đường Cao Đạt ngày hôm nay và ngày xưa nó như thế nào. Và đương nhiên là có rất nhiều sự thay đổi lẫn kiến trúc, hạ tầng và con người. Mà ngày nay có lẽ là cảnh mới, người mới nè, không còn những cái cảnh cũ. Cảnh xưa là con đường rất nhỏ hẹp và có rất nhiều quán nhậu về đêm. Và hôm nay quán nhậu về đêm vẫn còn, nổi tiếng là quán lẩu của chú Tám, Tám Lẩu. Chú Tám Lẩu bán nổi tiếng ở đường Cao Đạt, quán lẩu 231 ngày xưa đó. Và ngày hôm nay dời qua địa chỉ 220 rồi, đối diện luôn ha. Và ở đây chúng ta có mặt, đây là giao lộ Trần Bình Trọng và Cao Đạt. Con đường Cao Đạt chỉ khoảng chưa đến một km. Nếu giao lộ này chúng ta quẹo phải là sẽ ra bến Hàm Tử đó. Và con đường Cao Đạt là con đường cùng nối liền từ Nguyễn Biểu cho đến cuối đường. Và tạm hướng này chúng ta sẽ lên cầu Chữ Y, và mình sẽ nhìn ngó lại một số hình ảnh
ở trên cầu chữ Y này ha, và con hẻm 204 nằm bên tay trái nè, và đầu đường, đầu hẻm là nhà truyền ký ngày xưa đó. Không biết anh chị và các bạn có nhìn ra hay không ha. Đó, đây có chợ Cao Đạt, và khu này gắn liền với cái địa danh chợ Quán. Ở đây thì có nhà thờ chợ Quán, rồi bệnh viện chợ Quán, nhà đèn chợ Quán rất là nhiều luôn ha. Và những ngôi trường như là trường Chí Thiện, trường Thánh Linh. Và trước mặt chúng ta đó là giao lộ Nguyễn Biểu và Cao Đạt. Nếu mình quẹo trái là sẽ ra trường Bác Ái đó, và mình quẹo phải thì sẽ lên cầu Chữ Y, và sẽ chạy lên một vòng cầu Chữ Y để các anh chị bạn hình dung được cái cầu Chữ Y ngày hôm nay như thế nào ha. Thì cái vị trí này cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, chợ Sài Gòn khoảng 2-3 km. Và nếu đi thẳng đường này chúng ta sẽ đi qua quận 8, cầu Chữ Y nối liền đôi bờ quận 8 và quận 5, và ở giữa có nhánh tẻ qua đường Hưng Phú, và bên đó có đường Nguyễn Duy đó. Và cầu Chữ Y ngày hôm nay rất là khác đây nè, cái bề mặt cầu đã được mở rộng ra, và cái lối đi bộ đã rút ngắn lại ở một khoảng giữa cầu. Và nếu chúng ta muốn đi bộ từ đây qua bên kia cầu thì mình sẽ đi ở dưới chân cầu, và đến giữa trụ cầu sẽ có một cái cầu thang đi lên. Và chúng ta chỉ đi bộ từ bờ sông bên đây qua bờ sông bên kia thôi, chứ không có đi bộ từ dốc cầu bên đây qua dốc cầu bên kia nữa, để mở rộng cái phạm vi cho xe chạy, tránh cái tình trạng kẹt xe đó. Và cầu Chữ Y này hay bị kẹt xe ở giữa cầu vào những giờ tan sở. Nếu các anh chị và các bạn đã từng ở cầu ở đường Cao Đạt chắc có đôi ba lần, chúng ta cũng đi qua cầu Chữ Y này. Và ngày xưa ở cầu Chữ Y này có một cái bến đò, khi mà kẹt xe thì các anh chị và các bạn đi đò qua bên kia đó. Và ngày nay thì bến đò không còn nữa ha. Ở đây là giao lộ Hưng Phú nè, chúng ta quẹo phải thì sẽ đi xuống đường Hưng Phú rồi đến đường Chánh Hưng. Và ngày nay là đường Phạm Hùng đó. Và cái phần bên đây chúng ta thấy đang làm lại giống như cái mặt đường bên kia cầu, bên phía quận 5 vậy đó, cũng là một cái lối đi. Và giờ bữa sẽ mở rộng cái bề mặt cầu, và những cây cầu ở Sài Gòn bây giờ sẽ làm theo một cái quy hoạch mở rộng bề mặt cầu này hết, như cầu Kinh Tẻ, rồi cầu Cam Mét làm hết ha. Và cầu Chữ Y này có tuổi đời cả trăm năm ở Sài Gòn rồi nè. Đó, và cái đoạn này làm xong một đoạn này nè, nói thấy cái đường, cái lối đi bộ nó cao lên, và cái bề mặt cầu được mở rộng ra. Và chúng ta bên đây là địa phận của quận 8 rồi. Một số hình ảnh về con đường Cao Đạt và đi qua cầu Chữ Y quận 8 gửi các anh chị và các bạn. Chúng ta có dịp nhìn về một cái con đường nơi ấy, nó thông đến những cái công trình cầu Chữ Y, rồi đường Nguyễn Biểu. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Bây giờ thì xin chào, bye bye các anh chị và các bạn. Dưới cầu Chữ Y chúng ta ngày nay có một công viên nè.